nhá. Vợ mới nó mới về mày lấy nó về đấy, là phải dạy nó ngay từ tủ nó bơ vơ mới về nhá. Ta nói nhá, các cụ đã có cái câu nói rồi, dạy con từ thủa còn thơ, mà dạy vợ thì dạy từ thủa bơ vơ mới về. Nhưng mà nó náo lắm, con nói một cái nó tát vào mặt con ngay. Nó tát á? Vâng. Dám tát á? Vâng. Nó náo chứ, mày đập vào mặt nó tao. Mày phải đập đau rồi nó mới khiếp. Thế nhưng... bây giờ ban đầu mày mãi để cho nó cưỡi cổ thế thì sao nó mày nói nó nghe được. Thế bây giờ muốn bật lóc nhà thì phải như nào bố? Có nghĩa là láo cái váng này à? Thì mày phải nói nó, chỉ bảo nó từng công việc. Ví dụ như là mày là chồng nó, thì mày bảo là mày là vợ anh, không được phép sai anh. À, thế tức là mình cứ nói như thế là được. Ừ, bố? Mày phải nói đầu đuôi cho nó. Nếu mà nó mà náo nó cãi lại thì đập vào mặt nó luôn. Ờ, ok bố, được. Ok bố nhá. Thôi được rồi, để con ra con xử lý nó. Bực cả mình các bạn ạ. Dám lóc tay mình. Ra đây. Ra đây. À, anh nói với em nhá. Này, thì em đừng tưởng em là con gái mà về em bắt nạt anh nhá. Anh nói với em này, anh ấy. Anh có muốn nói nào không? Cầm xe làm gì? Anh cầm xe làm gì? Em đang định sai anh này. Đấy, lại sai. Anh nói với em này, cái việc này là việc của em. Cái việc làm em muốn làm ấy thì em phải làm. Bây giờ chứ... em làm việc khác, bây giờ em sai anh làm này, anh có làm không? Anh không làm, đây là để rửa bát, quét nhà các thứ em bắt anh làm. Anh không đồng ý. Thế thôi, có thôi anh em anh nói với em nhá. Em mà bướng mà sai nhá, anh đập vào mặt em ấy. Anh đập đi. Gì? Anh đập đi. Bố dạy phải, bố mình dạy sai phương án rồi, cầm xiềng này thì anh đập đi. Đấy các bạn là khả năng mới học lại thôi. Anh có cầm.